Hai, xin chào tất cả cả nhà mình ạ. Thì hiện tại Nghĩa Trọng TV đang có mặt ở số 204 Vườn Lài, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thì giờ trời cũng tối cả nhà. Thì hôm nay thì bà con đến nhận gạo thì cũng vắng hơn mọi ngày cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ qua mình quay cảnh bà con nhận gạo để cho cả nhà mình cùng xem ạ. Thì bây giờ mình sẽ quay một vòng để cho cả nhà mình xem bà con mình đến nhận gạo như thế nào nha cả nhà. Thì đây là bà con mình đang đứng xếp hàng để chờ nhận gạo. Thì xếp hàng thì từ mía dưới này bắt đầu lên đây và đi theo bức này, và sau đó là đi qua cái chỗ đang đi á. Thì xong rồi sẽ đi vào trong đây để mà tiếp tục đến cái bàn này cái nhà, để mà rửa tay xong rồi lấy và bọc để mà nhận gạo. Thì bây giờ mình sẽ vào trong, mình sẽ quay cận cảnh hơn để cả nhà mình xem bà con mình nhận gạo như thế nào, và coi có ai mà nhận gạo nhiều lần mà đến tiếp tục nhận gạo không nhé cả nhà. Cả nhà hãy theo dõi hết video nhé. Dạ xin cảm ơn ạ. Thì bây giờ mình sẽ tiến vào trong để xem bà con mình đến nhận gạo nhé cả nhà. Thì bây giờ cô đơn nhận gạo cả nhà. Cả nhà xem gạo có ra không nha. Gạo đã ra nha cả nhà. Thì nghe thấy bà con mình đến nhận gạo thì thật sự là thấy thương bà con mình lắm cả nhà. Thì tuy là đi có nhiều người đi cái khoảng đường khá là xa, nhưng mà vì khó khăn nên bà con mình cũng cố gắng đến nhận gạo, thì mình cảm thấy rất là vui. Và nhìn những cái cảnh này, bà con xem nè. Rồi được rồi, ngân rồi bà. Rồi hay quá, người may mắn nhất từ lúc giờ. Thì bây giờ mình xin xuống mic một thời gian để cho bà con mình có những cái khoảnh khắc và có những cái không gian nó yên tĩnh nhất để bà con mình có thể xem mọi người nhận gạo như thế nào nhé cả nhà. Còn chị này là chị quản lý, mà nếu mà cả nhà ai mà có đến quyên góp gạo thì đến gặp chị này để mà mình quyên góp nhé cả nhà. Thì bài làm việc của chị là chị ngồi ở đây nhé cả nhà. Thì bây giờ mình tiếp tục quay cảnh bà con nhận gạo để cho cả nhà cùng xem ạ. Thì anh này đang kéo gạo để mà đẩy vào trong để cho bà con mình đến nhận gạo cả nhà.